Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày Trước khi vào video của ngày hôm nay Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay nhé Cậu ba tiến xét trong mưa tuổi 45 Bớt kính tiếng nhờ cưới vợ Mong nhà có thêm thành viên Cam Minh Đạt là nam diễn viên được đông đảo khán giả yêu thích Bởi sở hữu nhiều bộ phim hay Nói không với scandal Năm 2019, anh khiến cho khán giả việc phát sốt với vai diễn cậu ba trong phim Tiếng sét trong mưa. Sắp tới anh sẽ trở lại với màn ảnh à nhỏ qua bộ phim Vua bánh mì, làm lại từ bộ phim nổi tiếng cùng tên của Hàn Quốc. Xuất hiện tại sự kiện hợp báo phim Vua bánh mì, Cam Min Đạt đã có nhiều chia sẻ xung quanh vai diễn mới, những thay đổi trong cuộc sống sau thành công của Tiếng sét trong mưa, cũng như mở lòng tiết lộ nhiều hơn về bà xã kém 8 tuổi của mình. Nhưng bà xã mà trở nên cởi mở hơn. Cam Min Đạt vốn nổi tiếng là nam diễn viên kính tiếng của showbiz Việt, Khán giả chỉ có thể được thấy và biết anh qua những vai diễn trên màn ảnh nhỏ. Nhưng từ sau khi cưới vợ, anh trở nên cỡ mở, bớt kính tiếng hơn. Vốn là người không dùng mạng xã hội, nhưng sau bộ phim Tiếng xác Trong Mưa, anh đã dùng chung tài khoản mạng xã hội của vợ để giao lưu với khán giả. Anh cũng chăm chỉ chụp hình live stream hơn, thậm chí anh cùng với vợ tham gia game show. Nam diễn viên chia sẻ về những thay đổi của bản thân. Sau khi cưới vợ, tôi vẫn là tôi, nhưng tôi thấy bản thân có vẻ ôn bình, bớt kinh tiếng hơn chiều tương tác với mọi người nhiều hơn. Bà xã không chỉ giỏi quán xuyến việc nhà mà còn hỗ trợ tôi trong công việc nghệ thuật, cùng tham gia các sự kiện, làm việc với một số đối tác. Có thể nói bà xã giống với quản lý của tôi, dù không quản lý hết tất cả mọi việc. Trước đây khi còn yêu nhau, tôi có đưa cô ấy lên đoàn phim mấy lần để biết sự vất vả của công việc này, nhưng giờ tôi không muốn vợ phải đi cùng chăm lo cả đoàn phim vì rất vất vả, cô ấy cũng có công việc riêng nữa tôi không nhỏ việc nhà lắm bà xã cần gì thì sẽ làm giúp có thể đi giao hàng giúp cô ấy nữa kết hôn khá muộn các bên đẹp cũng mong muốn gia đình sớm có thành viên mới tuy nhiên anh tâm sự tôi cũng mong sớm có thành viên mới nhưng con gái là lọc trời cho nếu trời cho thì tôi mong có một hai đứa vì nhiều quá nuôi không nổi thật ra tôi không lo lắng hay nôn nóng lắm bà xã cũng hiểu tôi chúng tôi tâm đầu ý hợp hiện tại tôi cũng có tham gia một số dự án phim công việc khá bận rộn, có thể ảnh hưởng đến mong muốn sinh con sớm, nhưng biết sao được, công việc thì mình phải làm thôi. Đạo diễn, bác xem bản gốc vô bánh mì, cũng sẽ không xem. Sau thành công lớn của tiếng sét trong mưa, các bên đẹp tiếp tục trở lại với vai diễn người cha trong phim vô bánh mì. Khi được hỏi anh có áp lực với cái bóng quá lớn của cậu ba Khả Duy, nam diễn viên vô vẻ tâm sự. Tôi không áp lực gì cả, vậy đã có 22 năm trong nghề, đã trải qua nhiều vai diễn khác nhau Cái tôi mong muốn là mình cố gắng Cố gắng làm tốt nhất vai diễn của mình là được Phú Bánh Mì là bộ phim thành công của Hàn Quốc Khi được họ có sợ bị so sánh với diễn viên Của diễn viên trong bản gốc Các bên đèn thẳng thắn cho biết Ai cũng biết bộ phim Phu Bánh Mì quá thành công Diễn xuất của diễn viên Hàn Quốc cũng rất tốt Nhưng bản thân đạo diễn không bao giờ muốn tôi Phải về xem bản gốc Và tôi cũng muốn vậy Dù đạo diễn có bắt tôi xem Thì tôi cũng không coi Tôi muốn nhìn nhân vật đó qua cách cảm và suy nghĩ của tôi. Tôi và đạo diễn sẽ cùng làm việc để tìm ra cách diễn tốt nhất. Biết là người ta giỏi rồi, nhưng tôi chẳng sợ gì hết. Bởi mình có cách nhìn và cách cảm của mình. Điều đặc biệt của dàn diễn viên của tiếng sát trong mưa và vô bánh mì có nhiều điểm giống nhau khi xuất hiện cùng những gương mặt quen thuộc như Cam Minh Đạt, Nhật Kim Anh, Bạch Công Khanh, Quốc Huy. Cam Minh Đạt chia sẻ điểm giống và khác nhau của hai nhân vật trong tiếng sát trong mưa và vô bánh mì cả hai ông bố này đều thương con nhưng cậu ba Khải Duy rất nóng tính, hung dữ, tất cả các sắc thái tình cảm đều bộc lộ ra ngoài. ví dụ như cứ giận là đánh, giận là chửi. còn người cha trong vua bánh mì, tất cả các sắc thái tình cảm như yêu thương, ghét bỏ đều ở bên trong nội tâm nhiều hơn. vua bánh mì dự kiến phát sóng lúc 20 giờ, từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, từ ngày 22 tháng 9 năm 2020.